Ăn hồng có béo không khi loại quả này mang tới giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Đặc biệt nhiều người còn cho rằng việc ăn hồng đúng cách còn giúp vóc dáng thon gọn. Thực tế ăn hồng giòn có tốt không? Có tác dụng giảm cân không? Cùng tìm hiểu qua các thông tin tổng hợp dưới đây. Y ngắn, ăn hồng giòn có tốt không? Hiện có hai loại hồng phổ biến tại nước ta là hồng giòn và hồng đỏ. Hồng đỏ khi xanh sẽ cứng, lúc chín đỏ sẽ mềm, trong khi hồng giòn khi chín hay xanh đều cứng và ăn rất giòn. So với hồng đỏ thì quả hồng xanh được nhiều người chọn lựa hơn bởi tính dễ ăn và rất ngọt. Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến nhiều người lo ngại việc ăn hồng có béo hay không trước khi tìm hiểu rõ ảnh hưởng của quả hồng tới cân nặng như thế nào. Cùng điểm qua một số tác dụng của quả hồng cho sức khỏe, cải thiện hệ tiêu hóa, trong hồng có lượng lớn vitamin, chất ngừa oxy hóa canxi, giúp hệ tiêu hóa phát triển khỏe mạnh, đặc biệt chất xơ và tannin tỏn hồng giòn có thể tác động tới ruột, giảm thiểu tình trạng tiêu chảy, tăng cường hệ miễn dịch, lượng vitamin C trong quả hồng có thể tăng đề kháng và miễn dịch của cơ thể. Qua đó, việc ăn hồi đúng cách sẽ giúp giảm thiểu các bệnh cảm cúm, ho thông thường, hỗ trợ làm đẹp da và cải thiện thị lực. Vitamin, sắt trong quả hồng có thể giúp da luôn hồng, sáng mịn và ngừa tình trạng da khô sần và xỉn màu. Đặc biệt, vitamin A trong hồng cũng giúp mắt sáng khỏe, long lanh hơn, tốt cho tim mạch, ngừa ung thư. Acid botulinic cibuon trong hồng có thể ngăn gốc rễ tự do hình thành và ngăn ung thư hiệu quả. Chưa kể, đường glucose và fructose trong hồng còn giúp mạch máu lưu thông, giúp tim khỏe mạnh hơn. Tác dụng đối với bà bầu và trẻ em, việc ăn hồng đúng cách có thể giúp phụ nữ mang thai và trẻ em có hệ xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt các loại vitamin trong hồng còn hỗ trợ tăng đề kháng, giảm thiểu các cơn ho hay cúm thông thường. 2. Thực hư ăn hồng có béo không? Với giá trị dinh dưỡng cao, việc ăn quả hồng có mập hay giảm cân không là điều được nhiều chị em đang trong quá trình giảm cân quan tâm. 1. 100g hồng chứa bao nhiêu calo, giá trị năng lượng trong mỗi loại hồng sẽ có sự chênh lệch. Theo đó, các bạn cần căn cứ vào lượng calo trong mỗi loại hồng để cân đối với các nhóm chất trong ngày. Trong 100g hồng đỏ chứa khoảng 126 kcal, 100g hồng xanh, hồng ngâm, hồng giòn chứa 130 kcal, 100g hồng dẻo, hồng khô, hồng sấy chứa 135 kcal. Có thể thấy, lượng calo trong các loại hồng chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lượng calo cần thiết trong ngày. Theo đó, việc ăn loại quả này với lượng thích hợp sẽ không gây ảnh hưởng tới cân nặng. 2. Ăn hồng có tác dụng gì trong giảm cân? Với lượng calo không đáng kể, chắc chắn các bạn đã nắm được việc ăn hồng có béo không? Ngược lại, loại quả này còn hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân. Theo đánh giá, lượng chất xơ cao trong quả hồng có thể giúp tăng trao đổi chất, ngừa tích calo dư thừa, nhờ đó hạn chế tối đa việc cơ thể bị tăng cân, đặc biệt các loại vitamin, khoáng chất trong quả hồng còn giúp cơ thể no lâu. Qua đó, cơ thể hạn chế việc thèm ăn cũng như giảm thiểu ăn quá nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. Như vậy, tới đây các bạn đã hiểu rõ việc ăn hồng có gây mập hay giúp giảm cân rồi phải không? 3. Cách ăn hồng không lo tăng cân. Việc ăn hồng có béo hay giảm được cân không sẽ do chính cách sử dụng của mỗi người. Theo đó, để giảm béo bằng hồng các bạn có thể tham khảo một số cách như sau. 1. Bí quyết giảm cân bằng hồng đỏ chín. Cách đơn giản nhất để ăn hồng chính là dùng trực tiếp mà không phải chế biến cầu kỳ. Theo đó, các bạn có thể ăn 1-2 quả hồng chín sau bữa ăn trưa để giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn cũng như hạn chế các cơn thèm ăn trong ngày. 2. Mẹo ăn hồng ngâm giảm béo bụng nhanh chóng. Hồng ngâm hay còn gọi là hồng giòn với vị ngọt và giòn đặc trưng là lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ giúp thay đổi khẩu vị, hồng giòn còn hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả. Bước 1. Chuẩn bị 2 quả hồng giòn, nước sạch. Bước 2. Cho hồng vào ngâm với nước lọc tới khi vỏ từ xanh chuyển sang ngả vàng. Bước 3. Gọt vỏ hồng rồi sử dụng sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút. 3. Bật mí cách ăn hồng dẻo giảm cân tốt. Hồng dẻo hay còn gọi là hồng sấy, hồng khô có hương vị thơm ngon, nhiều dưỡng chất. Theo đánh giá, lượng chất xơ trong hồng khô có thể hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giúp giảm béo tốt hơn. Bước 1. Chuẩn bị 10-15 quả hồng, muối sạch. Bước 2. Ngâm hồng trong nước muối 10 phút. Bước 3. Gọt sạch vỏ hồng, giữ lại phần cuống. Bước 4. Đun sôi nước rồi cho thêm 3 chén rượu. Bước 5. Sử dụng dây buộc vào cuống rồi nhúng vào nồi nước đã pha rượu. Bước 6. Phơi hồng ở nơi thoáng, khô ráo trong 6 tuần. Bước 7. Cho hồng vào hũ thủy tinh rồi sử dụng dần. 4. Ăn trái hồng kết hợp với thực đơn giảm cân. Như đã đề cập, một quả hồng có thể sẽ hỗ trợ giảm béo hiệu quả. Theo đó, bên cạnh áp dụng thử các cách làm nêu trên,
các bạn hoàn toàn có thể kết hợp cùng chế độ ăn kiêng trong ngày. Các bạn có thể kết hợp quả hồng cùng các món ăn như bánh mì, salad nhằm mang tới hiệu quả giảm béo tốt hơn. Dưới đây là gợi ý thực đơn ăn kiêng giảm béo với hồng các bạn có thể tham khảo. Bữa sáng, một cốc sữa đậu nành, một lát bánh mì. Bữa trưa, một bát cơm gạo lứt, salad rau củ, ức gà, một quả hồng. Bữa tối, một bát cháo yến mạch, một quả táo. 5. Cách làm sinh tố hồng hỗ trợ giảm béo toàn thân. Bên cạnh các cách làm nêu trên, một công thức giảm cân với hồng hiệu quả khác mà các chị em có thể tham khảo chính là làm sinh tố. Một cốc sinh tố hồng trong ngày hè oi ả sẽ là loại thức uống giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể hiệu quả. Bước 1. Chuẩn bị 2-3 quả hồng, sữa tươi không đường, chanh, đá bào. Bước 2. Hồng gọt vỏ, bổ đôi rồi lấy hết hạt. Bước 3. Cho hồng cùng sữa tươi và 1/2 quả chanh vào máy xay. Bước 4. Xay nhuyễn rồi thêm đá báo vào. Bước 5. Cho hỗn hợp ra cốc rồi thưởng thức trong ngày. Lưu ý, không nên ăn quả hồng lúc đói bởi tannin pectin trong loại quả này có thể tạo axit gây hại cho dạ dày. Thời điểm tốt nhất là sau khi ăn 30 phút. Link mua phẩm các sản phẩm hỗ trợ giảm cân mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.